Hoàng Quân và Thế Hoài xin được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ đời sống và giải trí. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Donald Trump nêu ý kiến về Nga và Bắc Hàn. Trong cuộc họp báo tại Việt Nam vào ngày 12 tháng 11, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề cập tới các vấn đề liên quan tới Nga và Bắc Hàn. Ngày hôm trước đó, thì Tổng thống Trump đã có dịp trò chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi hai người cùng tham dự hội nghị của khối APEC tại Việt Nam. Ngay sau đó, thì ông Trump cho biết ông tin rằng ông Putin đã thành thật khi phủ nhận chuyện Nga cố tình can thiệp làm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống ở Hoa Kỳ năm ngoái. Tới ngày 12 tháng 11, ông Trump lại nói rằng ông tin vào các kết quả điều tra của giới tình báo Hoa Kỳ về vai trò của Nga trong thời gian bầu cử. Nhưng hôm trước, ông không muốn tranh cãi với ông Putin khi hai người trò chuyện. Ngoài ra, ông cũng muốn Tổng thống Nga vui lòng và đồng ý phối hợp giải quyết vấn đề hiện nay trên thế giới. Ông Trump cũng cho rằng nếu ông và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un có thể trở thành bạn bè thì rất tốt, nhưng ông không biết khi nào mới thực hiện điều đó. Tiểu bang New York cho phép cựu chiến binh bị trầm cảm được mua cần sa. Nhân ngày lễ cựu chiến binh ngày 11 tháng 11, thống đốc của tiểu bang New York là ông Andrew Cuomo đã tỏ lòng biết ơn công lao của các cựu chiến binh bằng nhiều chính sách mới. Ông Cuomo cho biết là chính quyền của tiểu bang New York sẽ cho phép các cựu chiến binh mắc bệnh trầm cảm sau một biến cố là bệnh PTSD được mua thuốc marijuana vì lý do là muốn giảm bệnh. Tuy nhiên, muốn mua thuốc marijuana để giảm bệnh PTSD, các cựu chiến binh vẫn phải xin toa của bác sĩ theo đúng thủ tục. Từ lâu nay thì tiểu bang New York đã có luật cho phép mua cần sa để trị bệnh theo toa bác sĩ. Lần này, luật mở rộng hơn bao gồm cả các cựu chiến binh mắc phải chứng bệnh PTSD. Chính quyền của New York hy vọng rằng hàng ngàn cựu chiến binh sẽ được cải thiện đời sống nhờ chính sách mới này. Thêm vào đó, từ đây tiểu bang New York cũng sẽ ban hành một loại bản số xe đặc biệt dành riêng cho các cựu chiến binh. Cầu thủ Roy Miller của đội football Kansas City Chiefs bị bắt vì tội bạo lực trong gia đình. Thưa quý vị, cầu thủ football Roy Miller năm nay 30 tuổi hiện đang chơi cho đội Kansas City Chiefs bị bắt vào sáng sớm ngày thứ Bảy 11 tháng 11 tại thành phố Jacksonville, tiểu bang Florida vì tội đã sử dụng bạo lực trong gia đình gây ra thương tích. Sau khi bị bắt thì Roy Miller đã bị đưa ra tòa rồi được cho tại ngoại sau khi đã đóng tiền thế chân cùng với cam kết sẽ ra hầu tòa lần tới khi có lệnh. Hiện giờ thì nhà chức trách tiểu bang Florida vẫn chưa thông báo đầy đủ chi tiết sự việc khiến cho cầu thủ Roy Miller đã bị bắt đưa ra tòa. Roy Miller hiện đang chơi cho đội Kansas City Chiefs, nhưng trước đây từng chơi cho đội football Jacksonville Jaguars từ năm 2014 và mới mãn hợp đồng hồi tháng 3 năm nay. Đại diện của đội Kansas City Chiefs cho biết là đang thu thập và chờ đợi thêm chi tiết, nên chưa thể quyết định điều gì về trường hợp này. Lính cứu hỏa say rượu lái xe đụng chết đồng nghiệp ở Indiana. Tin từ cảnh sát của tiểu bang Indiana cho biết là có một nhân viên lính cứu hỏa tình nguyện đã bị chết vì bị xe của một đồng nghiệp đụng trúng. Sự việc xảy ra tại quận hạt Davis ở miền nam của tiểu bang vào tối ngày 10 tháng 11. Khi đó, có một số cấp chỉ huy cứu hỏa và 3 nhân viên được cử tới xem xét và giúp đỡ một vụ đụng xe có người bị thương. 3 người lính cứu hỏa tới nơi trước bằng xe của họ, sau đó có một người thứ tư cũng lái xe tới, nhưng người này đã lái xe đâm trúng xe của một người đồng nghiệp, rồi còn chạy tiếp vào đụng trúng là một người chết, là một lính cứu hỏa đang đứng tại chỗ. Chiếc xe còn chạy tiếp một đoạn đường nữa, đụng trúng một chiếc xe tải nhỏ khác, rồi mới ngừng lại, nhưng tài xế lại không bị thương tích nào. Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho biết là người lính cứu hỏa lái xe tới sau cùng, rồi đụng xe gây chết người đang say rượu. Nồng độ rượu trong máu đo được là 0.21. Và nối tiếp là phần tin đời sống. Thưa vị, cây thông Giáng sinh đã được đưa tới trung tâm Rockefeller ở New York. Cây thông được chọn để dựng trước trung tâm Rockefeller ở New York vào dịp lễ Giáng sinh năm nay vừa được đưa về tới đây sáng sớm ngày thứ Bảy 11 tháng 11. Đó là một cây thông loại Norway Spruce cao 75 feet nặng 12 tấn được chặt từ vùng State College tiểu bang Pennsylvania đem về. Ngay sau khi được xe tải đưa tới trung tâm Rockefeller, cây thông đã được các nhân viên dùng cần cầu dựng lên đúng vị trí ở giữa sân trượt băng ở ngay trước trung tâm. Để trang trí cho cây thông Giáng sinh năm nay cần phải có 50.000 bóng đèn và một ngôi sao lớn gắn trên đỉnh. Năm nay, buổi lễ chính thức thắp sáng cây thông ở trung tâm Rockefeller rơi vào ngày 29 tháng 11 tới ngày 7 tháng Giêng, cây thông sẽ được hạ xuống, chặt lấy gỗ để quyên góp cho các chương trình xây nhà từ thiện.
Thông lệ trưng cây thông Giáng sinh trước trung tâm Rockefeller khởi sự từ năm 1931 khi những người thợ đang xây dựng trung tâm này dựng lên một cây thông để khích lệ tinh thần dân chúng trong thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế và những năm đó. Lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh ở trung tâm Rockefeller lần đầu tiên là vào năm 1933. Công ty Walmart vừa thông báo cho biết là sẽ mở cửa các tiệm bán các món hàng giảm giá ngay vào 6 giờ chiều ngày lễ Thanksgiving, ngày thứ Năm, ngày 23 tháng 11, thay là vì chờ tới ngày thứ Sáu, ngày 24. Khách hàng cũng có thể mua các món hàng giảm giá đặc biệt bắt đầu từ lúc 12:01 rạng sáng ngày 23 tháng 11 trên trang web của công ty. Kính thưa quý vị, năm nay công ty Walmart sẽ có các nhân viên phát tại cửa cho khách hàng các bản đồ có tô màu chỉ rõ nơi để trong tiệm để tránh cho khách hàng phải đi tìm kiếm mệt nhọc. Ngoài tiệm Walmart ra thì các tiệm như là Target và Toys R Us cũng mở cửa sớm bán các món hàng giảm giá đặc biệt cho ngày Black Friday. Kết quả một công trình nghiên cứu của công ty cố vấn thương mại PwC cho thấy có tới 58% người được thăm dò cho biết là họ muốn đi mua sắm sớm hơn thay là vì ở nhà ăn uống trong ngày lễ Thanksgiving. Hãng PwC cho biết thêm, trong cuộc thăm dò dư luận năm ngoái chỉ có 40% muốn đi mua sắm sớm, ít hơn năm nay rất nhiều. Đọc sách rất tốt cho sức khỏe. Thưa quý vị, kết quả nhiều công trình nghiên cứu khoa học cho thấy đọc sách có thể giúp cho cuộc sống con người được tốt hơn theo nhiều cách. Trước hết, đọc sách làm giảm bớt căng thẳng, giữ cho đầu óc khỏe mạnh, tỉnh táo và còn giữ cho đầu óc trẻ trung, sắc bén. Các kết quả nghiên cứu còn cho thấy đọc sách rèn luyện đầu óc con người hữu hiệu hơn là xem hình ảnh. Một kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Quốc gia cho rằng đọc sách còn có thể làm cho đầu óc của những người lớn tuổi suy sụp chậm hơn. Những người lớn tuổi thường hay đọc sách hay chơi các trò chơi có tính cách thử thách trí tuệ thì sẽ ít bị bệnh Alzheimer hơn những người khác tới 2.5 lần. Quan trọng hơn nữa là đọc sách còn có thể giúp cho việc cải thiện quan hệ với người khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người thường hay đọc các loại tiểu thuyết hư cấu thì có thể thông cảm với người khác dễ dàng hơn hay là hiểu được những diễn biến tình cảm của người khác mau lẹ hơn. Nam tài tử Tom Wopat ra hầu tòa tại tiểu bang Massachusetts. Nam diễn viên Tom Wopat, người từng được biết đến qua bộ phim The Duke of Hazzard, đã vừa ra hầu tòa để nghe phán quyết về tội danh hành hung một thiếu nữ 16 tuổi bên trong một phiên tòa tại tiểu bang Massachusetts vào ngày thứ Sáu, ngày 10 tháng 11 vừa qua. Nam tài tử 66 tuổi Tom Wopat từng thủ vai Luke Duke trong bộ phim truyền hình The Duke of Hazzard vào năm 1980, đã một mực phủ nhận mọi tội trạng. Sau khi ra tù thì Tom Wopat đã bị thẩm phán yêu cầu không được tiếp cận bên nguyên đơn. Được biết vào hồi tháng 8, Tom Wopat đã bị cảnh sát ở thị trấn Waltham thuộc tiểu bang Massachusetts. Ngoài tội hành hung và sờ mó thiếu nữ 16 tuổi, ông còn bị cáo buộc là tội danh tàng trữ ma túy trong xe hơi. Người đứng ra chỉ chứng ông là một người thành viên tham gia vào vở kịch 42nd Street. Vở kịch này cũng có sự tham gia của Tom Wopat ở thị trấn Waltham. Trong khi đó thì phim của danh hài Louis C.K. bị hoãn chiếu. Thưa quý vị, trong một phát biểu đưa ra trước báo giới, danh hài Louis C.K. đã thừa nhận hành vi quấy rối tình dục phụ nữ, đồng thời bày tỏ sự ăn năn. The New York Times vào ngày thứ Năm 9 tháng 11 từng đưa tin có tới 5 người phụ nữ đã lên tiếng cáo buộc diễn viên Louis C.K. tội danh quấy rối tình dục. Cũng vì vụ bê bối này mà bộ phim mới mang tựa đề I Love You Daddy của Louis C.K. đã bị hoãn lịch công chiếu. Ngoài ra, sự việc còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối quan hệ giữa danh hài Louis C.K. và một số công ty như đài HBO và Netflix. Đài truyền hình Fox, nơi Louis C.K. đang bỏ tiền sản xuất nhiều chương trình, cho biết họ cảm thấy rất bất an khi hay tin về những lời cáo buộc nêu trên. Nam diễn viên Ed Westwick bị cáo buộc tấn công tình dục hai người phụ nữ. Lại có thêm một người phụ nữ đứng ra tố cáo nam diễn viên Ed Westwick, từng được biết đến qua bộ phim truyền hình ăn khách là Gossip Girl, hành vi tấn công tình dục. Cựu diễn viên Orly Wynn, người từng có nghệ danh là Orly Mary, nói rằng cô đã bị Ed Westwick cưỡng hiếp vào tháng 7 năm 2014. Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Facebook, Orly Wynn cho biết là vụ tấn công tình dục đã xảy ra bên trong căn tư gia của Ed Westwick. Trước đó vài ngày, một người phụ nữ khác là nữ diễn viên Christina Cohen cũng đã đưa ra lời cáo buộc tương tự đối với nam tài tử Ed Westwick. Vụ việc cũng đã xảy ra vào năm 2014. Nam diễn viên người Anh quốc Ed Westwick đã một mực bác bỏ những lời tố cáo này trên mạng xã hội Twitter và Instagram.
Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức News at Night của VietTV ngày hôm nay. Hoàng Quân và Thế Hoài xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chúc quý vị một đêm thật an giấc và xin trân trọng kính chào tạm biệt.